Cô Mai cũng nói với con là cổ cũng muốn để đến ngày cuối cùng, nhưng mà thầy nói là với cô là nên tiến hành bốc mộ, bởi vì Giang Lệ Hằng chưa được siêu thoát, đang muốn là có một cái chỗ mà về với chùa. Con cũng thông tin với cô luôn là đến thời điểm này cô Mai đã thông tin chính thức cho con là ngày 15 tháng 10 âm lịch này là cổ sẽ tiến hành là bốc mộ, nhưng mà trước khi bốc cổ cũng sẽ báo trước cho cô vài ngày để cô biết. Thì đó, thì nếu mà cô nói là bây giờ là chắc chắn một điều là cô Mai đó, mẹ của Giang Lệ Hằng, đã thứ nhất là đã có đầy đủ giấy tờ rồi nè, thứ hai là cổ đã có cái sự quyết định là cái ngày bốc mộ là ngày 15 tháng 10 tới đây. Thì cô Nghĩa có nói là cô sẽ làm rõ cái vụ việc, cũng là nói lên cộng đồng mạng. Thì hôm nay sẵn đây là cái kênh của con là Lê Anh Thiện đã gắn bó với cô ngay từ những ngày đầu, thì tôi con nói mà, con để cho cô có cái sự bày tỏ luôn. Tôi nói mà sự bắp bê Linh Thiên đây á là nhờ cậu Lê Anh Thiện đầu tiên. Chỉ có cậu Linh Thiện là biết đầu tiên. Nhưng mà cái mà nói là dầm tháng 10 này bốc thì đúng là bà
bà chị đó không có lương tâm. Nói chuyện hai lời tôi không thích, tại vì có bản tính là 1/1/22. Còn nếu mà dằm tháng 10 này bốc cháo thì tôi cũng sẵn sàng, tôi không nói gì hết. Tại vì bây giờ tôi nói với cậu nghe, bây giờ đầy đủ giấy tờ rồi, đúng không? Tôi đồng ý. Nhưng mà cái cổ sống làm sao mà cho Giang Lệ Hằng nể? Tại vì Giang Lệ Hằng đã nói rồi, những gì sao? Nó nói rồi, bây giờ bốc cháo con bốc lên cũng không còn gì đâu. Nếu mà chị bốc cháo, nếu mà gia đình của chị có chuyện gì, chị đừng bây giờ lên đây nói tôi. Dạ. Là điểm chính. Tại vì tâm linh của cháu đang ở đây, mà tự nhiên bốc, mà bốc cái ngày cái tháng dầm lớn nữa, thì nghĩ rằng chị có được hay không? Bây giờ chị có được yên ổn, gia đình chị có yên ổn không? Khi cháu đã muốn nằm ở đây, bây giờ cậu thấy nè, ở đây nè, chúng sanh là người ta tạ lễ cho cháu như vậy nè, đúng không? Dạ. Nếu mà chị làm gia đình chị có gì, chị đừng bây giờ buồn. Ở đó là tôi thật lòng mà tôi nói có ngay tâm linh cháu, con chứ nói câu là có công nó có thưởng, có tội nó trừ, thì tự nó xử, sao nó xử về sau gia đình chị có gì chị đừng bây giờ nói rồi. Chị Nghĩa ơi, chị giúp tôi thì nọ không, bây giờ giờ bốc cháu lên không có còn gì, chỉ còn có cho không à, đất không à, muốn đào thì đào đó, tôi tùy theo chị thôi. Còn cháu đây bữa nay là con cũng chứng cho bà ngoại, khi bà ngoại nói vậy đó nữa, khi cái bà má mà con không nhìn đó, bây giờ lên đã xác nhận là làm giấy tờ xong rồi muốn bốc con đi, thì ngoại không có nói gì hơn nữa, tại vì người ta đầy đủ giấy tờ, ngoại không cản được. Bây giờ ăn thua nó con, nếu về sau con bốc đi nhưng mà tâm linh vẫn theo ngoại thì ngoại rất là mừng, nhưng mà người ta muốn bốc con đi chứ bốc, muốn bốc về chùa thì con là tổ định mà, thì con đâu về chùa được đâu, đúng không? Mà bây giờ bà má nuôi mày muốn bốc thì cứ để cho bà bốc, nhưng mà tâm linh con theo ngoại là được rồi. Tại con bên đình thì lúc nào ngoại sẽ lập cái miễu kế về đây cho con, đơn giản thôi, lấy tấm bia này dựng lên làm cái miễu cho con ở kế cận ngoại, đơn giản thôi. Còn giờ ngoại làm thì ngoại với làm, tới mùng 1 tháng 10 đã thành công thì bây giờ ai tới dầm tháng 10 ai muốn làm thì làm, ngoại không quan tâm. Tại vì đó con mới dặn ngoại là khi mà ai muốn làm thì làm, con ngoại đừng ra thì ngoại sẽ y là như con, ngoại không ra để về sau con tự con xử, ngoại không gì hết. Còn ba cái đồ này thì ngoại để lại, để ngoại đưa về nguyên thủy cho con. À, bây giờ đây cái này nè, ba cái đồ mới nè ngoại sẽ đưa về nguyên thủy hết cho con, ngoại không cho bà má nuôi mà đem về cái gì hết. Tôi nói thật lòng luôn, tôi nói chân rộng mà ba cái đồ của cháu mà người ta biếu là tôi để là hết, tôi đưa về nguyên thủy, không có cho chỉ cầm gì về hết. Tôi nói trước nha, không có cho, mà tôi chấp nhận đưa về nguyên thủy hết. Còn bắp bê này tôi sẽ giữ lại. Không cho chị gì, chị tiếc bên kia cô chỉ có dặn con trong đây nội dung có tin nhắn nào cho cô thì tùy theo cô quyết định. Cô nói là khi mà sau này nếu mà gia đình bắp bê có đem đi thì cũng đem theo bắp bê giùm chỉ dặn con vậy. Không, nói với cổ là tôi cũng nói thẳng luôn là tôi để cháu là ở lại. Dạ. Yeah. Để tôi làm cái miếu thờ đó thôi. Ha. Yeah. Đơn giản. Bắp bê tôi giữ hết, còn bao nhiêu tôi đưa về cực lạc hết, không cho bả đem gì theo hết. Tóm tắt luôn là không cho bả đem gì về hết. Bao nhiêu tôi đưa về đốt hết cho cháu hưởng. Nè ba cái bộ đồ nè, áo dài nè, ba cái đồ nè, tôi đưa đi hết luôn, không để lại cái gì hết. Chỉ để lại bắp bê để tôi làm, để cho cháu nó ngự tại chỗ tôi thôi. Là bắp bê này tôi giữ lại. Đến cái ngày đó mà ra mà người ta đến lấy cuốc xẻng tới làm mộ cháu cô... Tôi không ra, không ra, tại cháu nói là để tự con giải quyết, ai đem xe 10 bánh 20 bánh lợn đưa con đi, để con tự giải quyết, quay khỏi ra. Thì bây giờ tôi cũng khỏi ra luôn. Tôi nói thằng làm đó là tôi khỏi da luôn. Đến ngày đó thì trời, những ngày đó là bắp bê đi theo tôi về tổ đình cúng dỗ tổ rồi. Giờ có bốc cũng đâu có nói, có nói đây đâu, có thầy có tụng nó cũng đâu có chứng đâu. Nó theo tôi về rồi, đúng ngày dầm là tôi về chẳng bàn rồi đó. Dầm đó, dầm tháng 10 đó. Là không, tôi về chẳng bàn. Con nghe con cũng rất là buồn. Thế tôi buồn. Không quan tâm đâu, tôi đó là... Cô đem hoa vô con. Dạ à, cái chị có một cái người đến tặng hoa cho bắp bê. Nói thiệt, bây giờ có làm gì làm tôi không quan tâm đâu. Cái dầm đó là cô bà cháu tôi đi về chẳng bàn rồi. Nó muốn đem cái gì đem đi, tôi chả quan tâm. Nó tự nó biết, tự nó xử, tôi không cần xử nữa. Nó cứ coi là rồi mà bốc còn muốn đem làm. Muốn bốc làm gì làm. Giờ nó còn cái gì, còn ba cái đống cát thôi. Đó, sắp về, sắp đi. Cháu này 20 năm cũng tiêu hết rồi, 18 tháng còn gì. Vậy. Bây giờ cho chỉ đem đi không quan trọng, bây giờ tâm linh nó dẫn theo tôi, bây giờ tôi lập cái miễu lên tờ nó chỗ ngoài kế tôi nè. Dạ. Người ta lợi chỉ biết chỗ nó thôi, còn cái các bụi ngày của nó cũng đó thôi. Thì bà có quyền, tại vì đã làm giấy tờ rồi, cô bên Mỹ cũng nói tôi rồi, cô nói chết rồi hoài ơi, bên Việt Nam có tiền là làm được hết tất cả, giờ chắc xong rồi, tôi nói xong rồi phải làm, phải chịu thôi chứ sao giờ. Bây giờ phải chịu thôi. À. Theo bả thì không là quyền của nó. Thì về sao gia đình bà bốc con người ta, mà không phải chính đứa con mình bốc.
rồi động chạm tới mồ mả của nó thì sẽ thấy cảnh với nó, đơn giản vậy thôi. Tôi nói thật lòng luôn, cõi vô hình là cả vấn đề, không phải là mình muốn là thấy cháu nó linh quá vậy đâu, ôm về nè, không có chuyện đó đâu. Khi cháu ở đây 18 tháng, tôi là người đắp mái nhà nó sập. Khi mà tôi nghe nó nhập về bên cô bên Mỹ, nó gọi về, nó kêu một tiếng nè, quậy ơi, quậy à, là tôi nhớ lại ngày xưa nó kêu tôi rồi. Là tôi đã muốn nghẹn ngào rồi, tại vì tôi nghe cái tiếng giọng nói nó chỉ có lớn tiếng thôi. Cái tiếng nó lớn tuổi thôi, chứ còn nó y như cái giọng nói ngày xưa, quậy ơi, quậy à, con nè, con là búp bê nè, quậy ơi. Nó nói vậy luôn, tôi sốt lắm. Nhưng mà giờ bà muốn bắt trò bắt, tôi không về tôi tham dự. Tôi tuyên bố là tôi không về tôi tham dự. Còn cái chuyện bà tới ngày dầm đó là bà cháu đi lên chẳng bàn rồi, rồi ở đây muốn lại mày làm đi. Đó, cái xác của nó muốn lại mày làm. Còn nói với bà, khi mà cậu có lên, cậu nói bà là đồ này tôi nói con tôi nhà không cho bà lấy món gì đi hết. Để đây chiều tôi về, tôi sẽ đưa về Nguyên Thủy cho cháu hết. Tôi đốt ngay nhà nó luôn, đưa về Nguyên Thủy luôn. Chứ còn không cho bà đem gì theo, bắp bê, bắp cước chẳng hạn, cái món gì của người ta biếu cháu tôi đều đưa về Nguyên Thủy hết, không cho đem gì về hết. Quần áo giả dài bà ba rồi tôi cũng không cho đem đi luôn. Tôi nói thiệt luôn á. Tôi nói đây có cộng đồng mạng là khi bả con người không giữ lời. Nói chung ra là bả không có gì rồi gọi là mẹ hết á. Tôi nói thật lòng luôn. Tại vì cái hồi là mẹ người ta đem lên chôn mà bả nói bả nhờ người ta đem chôn là tôi cảm thấy là tôi quất ức tôi tức rồi. Đã một lần rồi. Bây giờ bả họ thì trùng hỏi mấy họ, thí dụ như tôi nè, họ Trần thì người kia cũng họ Trần. Trùng hỏi mấy họ nhưng mà bốc cái chuyện mà sai lực. Không phải con mình mà mình vẫn bóc, là cái chuyện đó là cái lương tâm của bà không biết cắn dứt. Thì đó để cho Giang này hàng xử, tôi cũng xử nữa đó. Trước sau là Giang hàng nó cũng là, còn nếu mà nói là thầy coi, bây giờ thầy coi nào mà tháng 10 rồi bóc được. Chỉ có cái nói là cuối năm bóc là tôi không cãi. Tại vì tháng 12 là không cần phải đi coi thầy, là đúng. Còn mà tự nhiên tháng 10 mà bóc là cái đó là vô lý. Cái đó là bốc, sự là bốc là thích là bốc đại thôi. Chứ còn hoài ra nếu mà bốc theo đúng là cái mùa Thanh Minh và Tết 25 Tết là không cần coi thầy làm mới đúng. Cái này là gọi là chạm mồ mả người ta đó. Thì chạm mồ mả Giang Lệ Hằng rồi thì sẽ thấy cảnh với Giang Lệ Hằng. Giang Lệ Hằng nó sẽ xử cho mình không đẹp mắt, không mang tiền. Cậu tôi còn ở đây, cậu còn ở đây thì cậu coi khi bà bốc lên rồi gia đình bà như thế nào thì cậu tự sẽ coi. Giang Lệ Hằng nó sẽ xử cho, thì bà sẽ coi lại clip này, cái lời nói tôi nói có đúng hay không. Bây giờ cứ bây giữ clip này lại đi, rồi mai mốt mà bà bốc Giang Lệ Hằng về rồi á thì Giang Lệ Hằng sẽ xử theo cái kiểu lực á, thì bà sẽ biết gia đình của bà như thế nào, có còn được hạnh phúc hay là như thế nào tôi không biết đó. Cô thì cho phép con được có cái ý kiến. Cô mới nói là nếu mà thật ra cô nghĩa là cũng là người mà chăm sóc phần mộ ở nghĩa trang này mấy chục năm nay, tất cả những cái gì về sự linh thiêng thì cô đều nắm hết. Thì cái việc mà bốc mộ ngày tháng nào, năm nào, thời điểm nào thì phù hợp thì chắc cô cũng là người đã có kinh nghiệm. Nếu như mà cô nói như vậy mà mẹ của Giang Lệ Hằng là cô Mai, chị Mai đó, thì cũng có một cái niềm tin là cũng sẽ đình lại không có làm tháng 10 này mà để qua tháng 12, giống như cái sự ý kiến của cô đóng góp vậy đó. Thì lúc đó cô nghĩ là cũng có cái sự tôi không có phản ảnh gì hết. Tại vì người ta đã đầy đủ giấy tờ. Nhưng mà bốc cháu trong cái thời gian mà đúng theo mà cái kiểu như không đụng tới mồ mả của cháu là tôi cảm ơn rồi. Giờ chứ dầm tháng 10 là dầm lớn là của Phật bề trên, mà đi đem cháu đi là sao? Phải chi tháng 12, 25 tháng 12 tôi cũng tức. Bây giờ bà có làm giấy tờ xong rồi mà cứ tháng 12, 25 tháng 12 là khỏi cần động mồ động mả là tôi không có tức. Qua video này cũng mong chị Mai là xem xét lại có cái sự quyết định trong cái thời điểm tháng 12 cho nó phù hợp. Tôi nói thẳng luôn, bây giờ cổ không xét cũng được, nó cổ muốn làm giờ nào cổ làm, cổ có giấy tờ, nhưng mà cái chuyện xử Giang Lệ Hằng tự Giang Lệ Hằng giải quyết cổ thôi, chứ ngoài ra tôi không có bàn giao bằng vô gì hết. Khi cổ đã đầy đủ giấy tờ là tôi không có bàn giao vô, tôi không có ý kiến, nhưng mà cổ làm sao cho cái tâm linh này người ta không có nổi cơn điên với bả thôi. Chứ nếu mà bốc Giang Lệ Hằng dầm tháng 10 thì Giang Lệ Hằng nó sẽ nổi cơn điên nó lên, thì chị sẽ biết gia đình chị như thế nào. Đó là tôi nói sự thật, tôi nói có đời đầu tôi đợi trời chân tôi đẹp đất. Nếu cô bốc cháu dầm tháng 10 thì cô sẽ thấy gia đình cô sẽ tan nát cỡ nào, tôi dám tuyên bố luôn. Bốc người ta phải bốc cái đúng cái ngày tháng giờ đầu Thanh Minh đồ này nọ, làm công cử khiên đồ, chứ tự nhiên muốn bốc con người ta lên để đem vô chùa để mình hưởng lợi riêng của mình là tự mình giết mình thôi.
nói thẳng lòng luôn, là tôi nói nay có cộng đồng, cậu là cộng đồng mạng, tôi nói thẳng luôn. Dạ. Nếu phải làm sai thì tự gian làm giả sử. Dầm tháng 10 tôi không tham dự, bà muốn làm gì phải làm. Tôi đi về trên chẳng bàn cho tụng kinh, tôi không có tham dự. Còn bà muốn để tháng 12 là chuyện của bà. Nhưng mà tháng 12 cô tham dự nha cô, bà ngoại lúc nào lúc mà cháu đi thì có sự tôi hiện cũng diện. Không dự luôn. Không của bà ngoại thì nó cũng. Tại vì cháu đã dặn tôi rồi. Dạ. Khi gia đình lên bốc là tôi không có dự gì hết. Bà ngoại cứ để người ta ra làm gì làm, mặc kệ bà chứ trong nhà đi. Còn ai muốn xúc con đi thì chứ ngoại chứ để người ta xúc. Để có con tự biết giải quyết. Nó nói nó tự biết giải quyết thì tôi bây giờ tôi cũng để nó giải quyết thôi, tôi không giải quyết nữa. Thật ra thì con cũng có khuyên cô Mai, chị Mai rất là nhiều. Con nói là dù sao nữa thì cô Nghĩa cũng là người mà chăm phần mộ của cháu hơn 20 năm qua. Nếu mà được thì thôi cứ để cho cháu nó nằm đây đến cái ngày mà người ta giải tỏa đi. Có nói mà cổ cũng chỉ cũng nói là để gia đình bàn lại. Và cuối cùng là mới hôm qua điện thoại cho con và nói là đã rút lại cái ngày. Thì coi là một là ngày 7 tháng 10, hai là ngày 15 tháng 10 âm lịch. Tháng 10. Dạ. Bà nghĩ thầy đó nghĩ thì sao? Nói với thầy á, thầy phải về coi lại đi, động mồ động mã người ta là cả vấn đề. Mình làm thầy phải có cái lương tâm và đạo đức. Làm thầy có thầy bốc cốt là phải đúng cái đạo đức và lương tâm. Mà trong khi đó cái mộ này là chưa chắc là con của bà nữa. Khi lấy về xác nó đã nói là nó không nhìn rồi, nó hỏi là dấu vết ở đâu? Bà chỉ trên trán, nó là giật cái ngực bà lên, nó nói là cái dấu còn dấu son còn đây. Nó là nó giật nó kéo cái áo ra. Thì làm sao mà bây giờ bà nhìn cho bà nhìn đi, giờ bà muốn bốc kệ mặc kệ bà, tôi không có tham dự gì hết. Bây giờ bà tới tháng 12 bà bốc tôi cũng không tham dự, mà tháng 10 bà bốc tôi cũng không tham dự. Để cho bà bốc đi để cho gian hàng giải quyết, tôi không giải quyết chuyện đó. Đừng có năn nỉ tôi ra, tôi không có ra đâu nha. Nói trước là tôi không ra, tại vì tôi không nhìn bà là mẹ của gian hàng, tôi không ra vậy thôi. Còn chuyện mà bà nhìn bà làm giấy tờ là chuyện của nhà nước ký rồi bà làm xong xuôi rồi bà có giấy tờ bà chỉ làm. Còn chuyện của tôi và tâm linh tôi, cháu ngoại tôi là tôi không nhìn được, tôi không ra. Dạ, kính thưa quý vị, câu chuyện mà Lê Anh Thiện hôm nay gặp cô Nghĩa chắc quý vị xem qua cũng rất là buồn. Những ngày sắp tới thôi, theo như thông tin của chị Mai, mẹ của Văn Lệ Hằng, thì cho Lê Anh Thiện biết rằng chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi là chị sẽ tiến hành mà bốc phần mộ của Văn Lệ Hằng đi. Tôi nói thật lòng luôn, tôi nói có cộng đồng là tôi không đi để buồn hết, tại vì cháu tôi lúc nào cũng về cộng nên tôi tội gì tôi phải buồn. Bả mới là người buồn thôi, tại vì không phải con bả mà bả bốc là cái chuyện của bả thôi. Chứ tôi không có gì để buồn á, cháu tôi lúc nào cũng gầy gần, nó nói là bà ngoại đâu con đó. Bây giờ cái địa này có giải tỏa, tôi đi mướn nhà trọ cháu cũng theo tôi ở thôi. Thì giờ bả chưa có gì, đó bà nắm đất chỉ lấy về đi, chỉ có vậy thôi. Tâm linh nói vẫn theo tôi đâu có sợ gì hết. Tôi nói thật lòng ra là tôi không buồn gì hết. Tại vì cháu tôi lúc nào cũng gầy gần tôi. Tôi nói thật lòng là tôi không biết buồn gì hết, cháu tôi lúc nào gầy gần tôi là tôi không buồn gì hết. Tôi không có gì buồn á, cháu mình nó theo mình mà buồn gì. Ồ, búp bê quá trời hôm nay nữa là cô. Giữ lại hết hả cô hả? Để nữa nó mà bả mà búp đi là tôi đưa về đi. Cho nó ba tắt ra giữ lại hết không có cho. Kính thưa quý vị, câu chuyện về một phần búp bê Lê Anh Thiện vừa chia sẻ với quý vị. Lê Thân Thiện thì không có ý kiến bàn luận ở đây, vì đó là không phải là cái thẩm quyền của Lê Thân Thiện. Mong mọi người hãy xem video và có những cái góp ý chân thành. Nhưng mà dù muốn dù không gì thì những ngày tới phần một của búp bê Văn Lệ Hằng cũng sẽ được người thân bốc đi. Câu chuyện về mộ búp bê Văn Lệ Hằng thì chắc chắn là sẽ còn rất là dài để mà chúng ta theo dõi. Đến đây thì Lê Anh Thiện xin trân trọng kính chào quý vị đã quan tâm theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại trong những video khác nha quý vị. Tao biết đi dẹp ra đi ra đi Chị làm gì đâu con không làm đâu. Bây giờ chơi chị đi để.